Có chị này giá lưới nhưng mà đeo vàng quá nhiều luôn nè. Bố về đi biển á. Bố về đi biển. Sông môi á chị. Dạ. Dạ kênh đi biển á. À, mai em còn quay nữa, tối giờ làm đẹp đi nha. Chợ hải sản của ghe lưới cảng này nè. Chợ hải sản của ghe lưới cảng. Quá trời cá luôn. Mấy cá này, mấy cá ươm hết anh em. Mình xèo, mình xèo. Mấy cái lưới cảng này vô cân cá từ hồi tối tới giờ. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Đây ghe lưới cảng. Lưới cảng đi mười mấy hai chục ngày vô cá mình xèo á. Đây mấy chị em của ghe lưới cảng đó, quá lưới. Đấy, cứ ghe vô là có lỗ nào rách là mấy chị tranh thủ xuống mấy chị quá lưới hết á. Ở Nha Trang họ rất là phát triển nghề lưới cảng nha anh em. Nghề lưới cảng rất là phát triển luôn. Đấy. Rất là nhiều tàu cá lưới cảng. Ghe này tầm 18 mét. 7-18 mét. Nghe tiếng bô in chắc chạy dòng cô Minh. Đây phía bên cạnh mình đây chiếc lưới cảng nữa nè. Chiếc này chắc 20-21 mét đó. Nhớ sợ ghê. Mẫu ghê của Nha Trang anh em. Đấy. Mẫu ghê của Nha Trang là quay mẫu ghê Nha Trang cho anh em xem. Lưới cảng Nha Trang. Này để cho anh em dễ hiểu, ở địa phương họ gọi là lưới cảng đường dài. Lưới cảng xe bờ anh em. Ghe này dài dở sợ. Đấy. Từ khu vực Dai Mũi nè. Đổ ra. Đấy. Ghe dài dở sợ dài. Quá dài luôn. Đấy. Mấy dội cờ của lưới cảng này kìa. Mấy kéo lưới nè. À, mấy kéo lưới ở đằng kia, hai mấy kéo lưới luôn. Hai mấy kéo lưới cả. Chủ ngồi ghi sổ. Chủ ngồi ghi sổ. Rồi cái lưới cảng vô mình xèo hết anh em. Cái xấu á. Nói chung mà dân mua hải sản mình gọi là kế xấu anh em. Kế rất là xấu anh. Ngập hải sản luôn. Kế rất là xấu. Cầy dê tóc dãy hết trơn. Cảnh mấy chị mua cá cần cá ha. Ghe lưới cảng vô cần quá trời luôn. Đây nữa nè anh em. Đấy. Xong xong họ tập kết ở đằng kia cho mấy xe đông lạnh đóng hàng đi xe. Đây một chiếc lưới cảng nữa nè. Đấy, kế cân lên nè nè. Dỡ sợ. Quá trời quá đất kế luôn. Kế lưới cảng đường dài không anh em. Tiếp tục ghe Khánh Hòa tiếp. 96688. Đấy, mấy anh em cân ké gần xong giờ mấy dẹp dọn.
Má anh căng ké gần xong rồi má anh dẹp dọn. Má anh căng ké gần xong rồi dẹp dọn. Lên ghe lấy cảng này chơi ha. Đó, ghe này mới tinh. Má anh căng xong. Ghe này căng xong một ké nè nè. Nhiều này còn cái này như cái giặt đó. Theo phần đánh cái dưa gan không dưa gan này còn cái giặt cái ăn cái bà dê này cái đỡ ăn nè tươi rối đấy mấy con từ từ mấy đỡ ăn cái đỡ chưa ăn anh em cái dù quá rồi ương hết rồi hai mấy kéo à một mấy kéo kia mấy kéo nữa lưới cản đường dài đây mình khám phá tâm sự với là mấy anh em khai thác lưới cản khơi mình đi cái lèo đây bao nhiêu ngày anh biên 3 ngày đi về 3 ngày. Là xuống anh xuống cỡ tới biên mấy? Biên 7 hết 7 đầu 6. Hết 7 đầu 6 110. À. 110. À 7 biên 10 lộng mà. 110 120 đó còn lộng nữa sao? À lộng. Quý đường đó. À. Nằm mấy cái chùa gần chùa. À gần chùa đồ lộng mà. Chò rồi em cũng đi ra ngoài trang đó rồi. Rồi còn ké nè còn con ké ké mú hay sao á không có cũng cái rô rô hả ồ rô rô biển chắc mấy ký anh em còn có 2 ký dạ còn có mú à còn 8 ký 9 ký ồ vậy hả con nào đâu con nằm đó ké sọc à đồ dữ dằn cái sọc ở đằng kia 9 ký anh em giờ về là nghỉ bao nhiêu ngày rồi đi lại anh nghỉ chừng 3 ngày à 3 ngày đi lại tranh thủ bây giờ đi bao giờ răng chắc coi ké ha nói chung là mùa đông là phải đi tranh thủ à ồ vậy mới chủ yếu cái mùa khai thác chính là mùa đông hả à, còn mùa nam là ship đi á à. Như có gió rồi mình lên đảo nào mình nghỉ đảo gió thì cái nước đi đi xin xuống gần Mã Lai hình đâu rồi xuôi né luôn xuôi né luôn chứ còn ở trên này gió mấy em sao dám chịu nổi đâu dạ xuôi né như mấy anh mấy anh đi xuống tới cái vùng xấu thì nếu mà có gió là mấy anh xuôi xuống ra đi né 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 bão đi xuống ra lại hoặc là xuống vô lại giáp biên với cái vùng mà Mã Lai Indo Indo dạ né không để là mình né bảo đó là có thể mình né lấn qua nó luôn đỡ xin phép né lấn qua nó đỡ núp gió điện về tổng đài xin rồi của nó báo tổng đài nó báo qua bên phía bên kia đúng rồi dạ rồi dở sợ ha bữa nay em mới nghe ha cho em không nghĩ là tưởng đâu gió là một là mấy anh chịu hai là mấy anh chạy gì đảo trong con sơm rồi chứ không chạy vô đảo con sơm chết á xe hả xe xe lắm con sơn nó nằm sát bờ luôn sát bờ. Nằm sát bờ mà nó nằm đúng sâu rồi. Trong này sâu nữa trong này nằm dạ. Lên trong này chạy nổi em làm lưới quay đêm cho nên là em đi em đi có đó rảnh rảnh đi quay về cái cuộc sống đời sống tâm tư của người dân ở biển vậy chứ. Em làm biển từ nhỏ tới giờ luôn mà vậy là 3 ngày còn lại là về chăm sóc bờ ha về nghỉ ngơi rồi bắt đầu ổn định đi lại hồi sức khỏe đi lại ổn định tinh thần của anh như tinh thần của chị nhè luôn ha đi mấy anh em anh 12 người đi đông dữ vậy nè 12 người là trung bình kia nào 12 người 11 người là trung bình cho 10 người là không nổi à. Tập cái là không nổi mấy chục tấm anh đi mấy bao nhiêu tấm lớn 330 tấm mỗi tấm nó dài bao nhiêu ta một tấm nó dài
của mình đây là 40 mấy sải. 40 mấy sải là nó tương ứng tám tám lý á, tám lý rưỡi á, một tấm là tám, không cái chiều dài 350 tấm là 8 lý rưỡi á, cũng đằng lý á, 8 lý rưỡi. Vậy chiều dài tổng thể của dàn lưới là khoảng 8 lý rưỡi. 8 lý rưỡi là nó tương ứng với là tầm 15 cây số. Nếu mà quýnh hết cái dàn lưới của trên ghe của tàu cá của ảnh là dài 15 cây số. Đúng rồi. Dễ sợ. Một cây số đó, một cây số 8 đó. À. Nhân ra 10 lý là 8 lý, còn đây 8 lý rưỡi hả? À, em đoán tầm cỡ 16 lý, 16 cây số, 15, 16 cây. Như mỗi tấm lưới mới như vậy là bao nhiêu tiền ạ? 5 triệu. Một tấm 5 triệu. Sản phẩm thành công. Thành phẩm hết. 5 triệu. À, 10 tấm là 50, 100 tấm là 500. Vậy vậy cái dàn lưới cản tiền vừa hơn dàn lưới rút bộ. Hả? 300 tấm là tùy rử không? Tùy rử hơn tùy rử á. Tiền lưới nó hơn tùy rử mà. Tùy 6 tùy 7 không ạ? Tùy 6 tùy 7 tiền lưới là ngang như là lưới rút kẻ lưới kẻ dây luôn, chưa tính phen à, ngang tiền với dàn lưới rút. Ồ. Vậy là ông lưới cản ông chỉ thua tiền chiếc ghe lưới rút là mấy giò? Dư là không có mấy giò, dư là không có giò ké, không có giò nước, không có trăm điện. À, không trăm điện. Chứ còn cái dàn lưới nó cũng tương xứng sắp xỉ với là giống như cái ngờ lưới rút anh em. Ồ, vậy là cái ngờ lưới kẽn đó, cái chi phí của cho cái dàn lưới nó còn rất là nhiều tiền. Như ghe anh là tầm 300 mấy, có ghe chắc hơn nữa hay ít hơn chứ? Có ghe giống nhau, có ghe nhỏ hơn là ít hơn lớn. Mình cỡ 270-28, còn có ghe kia như là 370 là hết đất á. Có chiếc là 450 rồi. À, không có, chỉ có mấy ghe phụ à. Chưa có 400 mà, ghe phụ chừng 30-36 à. Dạ. Làm nổi, bạn làm nổi. Bạn làm không nổi, nếu có quýnh cũng không hết lớn. Quýnh hết chứ mà bắt cá làm nổi. Như chuyến này vô là bao 10 tấn. 10 tấn, 10 tấn là tầm mấy trăm triệu. Thế chợ bán được giá là 400, bán được giá 350. Dạ. Tầm đó. Chi phí ông kẻ trăm hơn kẻ trăm rồi ha. Chi phí 160 rồi. 160. 160 là chưa nói lưới bị tàu bè. Dạ, lưới bị tàu bè mang này nọ. Chưa nói đến bị 6 tấm tàu mà thải bỏ thay tấm nát luôn, nát mềm luôn. Chỉ thải cái nhưng mà bỏ xếp luôn. Giờ dạ. Dạ. Giờ rồi đây là ảnh đi ảnh đánh là có 6 tấm bị tàu mang, nhưng mà 2 tấm là coi như là bỏ hẳn luôn. Nghĩa là 2 tấm đó là hơn 10 triệu rồi, còn những cái tấm kia là nó rách và vé thêm nữa phải chi phí cũng tầm 10 mấy gần 20 triệu bù vô tiền lưới. Sợ không anh em? Bữa nay mình nói chuyện với một anh thuyền trưởng của ghe, em ruột của anh thuyền trưởng, anh cũng là gọi là tài công phụ luôn. Dạ. Là tâm sự về cái ngờ lưới cản cho anh em hiểu được luôn. Ở Nha Trang làm lưới cản quá trời quá đất luôn. Ngày mai ghe đâu? Bữa nào cũng có ghe vô đó. Dạ. Bức đá chạy, bức đá chạy. Một lần lấy là 650 cây. Mỗi lần lấy là 650 cây, nhưng mà dầu anh lấy cỡ nhiêu? 5.000. 5.000 lít dầu. Đi lần cái hết 5.000, 4.000 mấy. À. À, phải lấy tầm dư vậy chứ? À, lấy phần gió máy hết. Dạ. Tại gặp gió luôn. Sao vô mà bè xẻ đồ xuống cân do mấy anh Nguyễn ơi? Hả? Coi bán ý không ai ghi sổ đồ cho ổng. Còn mấy ghi kia cũng vậy à? Chủ ghi ý sao giờ chủ đâu không ghi? Ý có một người nào gọi là cũng thân cận trong gia đình à, chừng nào anh em chị em phụ với xuống coi phụ chứ còn không có cho gì phụ gì à. Rồi, ok, cảm ơn anh nha, anh tên gì?
máy kéo lưới cạn đấy, và keo su họ cũng thiết cỡ ra luôn, họ cũng thiết cỡ ra luôn chứ không phải là keo su loại dạng keo su độ giống như là cái dòng máy kéo của ghe lưới rút, nguyên cái bộ combo này luôn anh em, kẻ nồi lẫn cái mặt bát này là của công ty họ sản xuất ra luôn. Ủa cái này công ty sản xuất ra luôn chứ không phải thợ tiện độ, nguyên nồi nguyên bên đó. Nhưng mà ý là cái hãng nó đúc cái này thợ tiện công ty nè, thợ tiện là nó gò bằng inox giống như tụi em xài máy ben của lưới quay á, cái này là của công ty nữa và đặt bằng nhôm mà đúc ra luôn, đúc bằng nhôm luôn kẻ cái mặt cao su ra luôn. Dạ sợ bữa nay mình khám phá cái máy kéo của lưới cảng là của cái hãng, những hãng công ty đã sản xuất cái máy bên lưới đó, họ đúc ra luôn à, máy bên của lưới cảng đó, ha, doanh nghiệp gì anh? Liên Phát sản xuất à. Còn cái đầu bên này là đầu bên nó bén lại cũng mấy người nó vừa đi bén à, đầu này bơm của máy ấy, máy xe múc xi đào. Dạ. Ghe đang ghe lưới cảng này cũng tầm 19-20 mét đó. Mấy chị em phụ nữ giá lưới nè. À, quay tất cả các cái nội dung cho anh em thấy là cuộc sống ở dân biển ha. Sống nội dung tất cả các anh em làm biển, chị em giá lưới ghe về thì gia đình phụ nữ ở nhà nội trợ hậu cần là giá lưới với quán xuyến mọi việc. Không có lên TV mà lên một cái kênh YouTube của em á, là gọi là em quay về cuộc sống đời sống của người. Dạ vô bố về đi biển á, bố về đi biển trong môi ấy chị. Dạ. Dạ kênh đi biển á. Ủa mai mai quay nữa không? Mai để xuống cái mặt trong môi á. À mai em còn quay nữa. Tối giờ làm đẹp đi nha. Đẹp đẹp lên. Đâu cần gì giờ đây cái về mình ấy lên cái nó đẹp chứ đâu. Dạ. Tối nay chưa có, do em về em còn chỉnh sửa đồ cho nó bài bản. Bố về đi biển á. Dạ. Em còn ở đây 4-5 ngày lận mà. Ở khách sạn. Em ở Phú Yên. Ngồi đó ghe tàu không có nhiều bằng ở trong này. Như là cảng ở đây là ghe Quảng Lai nó về nhiều hơn chị. Do em hay vô đây bán ké rồi em biết ghe ở đây nó nhiều. Em ở bên Phú Lạc. Mọi người thấy cuộc sống lao động của người dân ở biển không? Mấy chị ở biển chị nào không biết giá lưới hết, giỏi quá. Có chị này giá lưới nhưng mà đeo vàng quá nhiều luôn nè. Dạ. Chị hồi gái thôi, chị xinh gái á. Nay chị tầm 45 chưa chị? Gần 60 mà mấy nhỏ 40 không que chỉ luôn á. Dạ sợ. Mấy chị ở biển vui lắm anh em. Rồi em chào mấy chị nha. Dạ cảm ơn mấy chị. Dạ. Nói chuyện vui.